sẽ có nhiều phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía phải màn hình của các bạn để nhận được những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Thái Lan sẽ thảm bại trước Việt Nam vì sự ngạo mạn của Kia sắc Thưa quý vị, tuyên bố Thái Lan thắng Việt Nam của kia Sắc có thể là con dao hai lưỡi khiến cho đội nhà thảm bại trước thầy trò huấn lượng viên Park Hang-seo. Trong lần chạm trán gần nhất tại vòng loại quân cấp, Thái Lan thắng Việt Nam 3-0 trên sân Mỹ Đình hồi tháng 10 năm 2015. Vì thế, khi gặp lại ở trận đấu sắp tới, họ muốn trả nợ chúng ta, chứ không phải là chúng ta muốn trả nợ họ. Còn ở lần gặp nhau mới đây nhất, Thái Lan thua Việt Nam tại Kings Cup. Nhưng khi đó, chúng ta không ra sân với đội hình mạnh nhất vì thiếu nhiều cầu thủ. Ở trận đấu sắp tới, tôi tin Thái Lan sẽ giành 3 điểm vì chúng ta có những cầu thủ tốt nhất trở về từ Nhật Bản. Kea thêm một lần tin tưởng tuyệt đối Thái Lan sẽ hạ Việt Nam ở vùng loại quân cấp 2022. Thực tế, Kea nhận xét có cái lý riêng. Thái Lan quả thực sẽ thay đổi rất lớn trong cuộc đấu với Việt Nam vào ngày 5 tháng 9. Đầu tiên, khuyến đường viên Akira Nishino là khác biệt lớn nhất. Nhà cầm quân người Nhật Bản là một trong những khuyến đường viên giỏi nhất châu Á nên Thái Lan sẽ có những thay đổi nhất định trong lối chơi. Sự trở lại của Chanathip Thật sự, rất đáng để chờ đợi trong cuộc đấu giữa Thái Lan và Việt Nam. Trang tiếp không phải là sự thổi phồng về tài năng. Khi từ huấn lượng viên Park Hang-seo, Quế Ngọc Hải, Văn Toàn đều đánh giá, Messi thái rất cao, tất cả đều nhận xét Trang tiếp là cầu thủ rất nguy hiểm. Thế nên không ngạc nhiên khi Giati cho rằng Việt Nam sẽ khác nhiều so với ở Kings Cup vì có những cầu thủ giỏi trở lại như là Trang tiếp ngôi sao đã vắng mặt trong trận Thái Lan thua 0-1 trước Việt Nam dưới góc độ một nhà cầm quân và huyền thoại của bóng đá thái lan chúng ta cũng không nên ngạc nhiên vì kia tisak dự đoán thái lan thắng việt nam chẳng lẽ cô thái nhận xét đội nhà sẽ thua thầy trò huấn luyện viên Bắc hang Sơn? nếu như thế thì kia tisak sẽ nhận đủ gạch đá từ người hâm mộ xứ chùa vàng tuy nhiên thái lan có một điểm yếu chí mạng đó là huấn luyện viên akira nishino một nhà cầm quân tài ba nhưng chính những phát biểu tự tin của kia tisak sẽ góp phần tạo nên sức ép cực lớn bởi huấn luyện viên người nhật vừa nhận chức lại đụng ngay tuyển việt nam thì áp lực rất lớn Ai cũng hiểu Thái Lan khát khao đánh bại thầy trò của luyện viên Park Hang Seo lớn như thế nào, nên trọng trách dành cho ông Akira Nishino đang theo kiểu nhiều núi đè. Cần nhất một trong những lý do lớn nhất khiến cho Thái Lan thua Việt Nam ở Kings Cup năm 2019 là họ đánh mất sự tỉnh táo. Từ thất bại bẻ bàng ở AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019 diễn ra không tốt đẹp, người Thái muốn thắng Việt Nam để đòi lại vị thế số 1 Đông Nam Á nhưng càng hiếu thắng thì Thái Lan càng mất đi sự điềm tĩnh, lạnh lùng quen thuộc, kết quả họ đẩy đội hình lên cao đá trong hiệp 2 và nhận trái đắng trước Việt Nam. Bây giờ Kia Tisak thêm một lần tuyên bố theo kiểu chưa đá thì Thái Lan đã ăn chắc Việt Nam. Nhận xét này tưởng chừng đang cổ vũ tinh thần cho Thái Lan nhưng mang đến nỗi ám ảnh cho thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino. Bởi Kia Tisak cũng từng bảo Việt Nam phải cần 10 năm mới thắng Thái Lan. Ngay sau đó họ gục ngã trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Người Thái có lẽ phải lo lắng trước dự đoán của Sico Thái. Ngược lại tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đang giữ được sự điềm tĩnh và lạnh lùng đáng sợ. Từ ông Bắc đến Quế Ngọc Hải Phan toàn điều tra sức ca ngợi Trana tiếp Thậm chí huấn đường viên Bắc còn khen ông Akira Nishino rất giỏi. Đó là phong thái kiểu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tin rằng sự khác biệt về tâm lý sẽ giúp cho tuyển Việt Nam tăng thêm cơ hội chiến thắng trước Thái Lan. Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào ngày 5 tháng 9 tới. Linh hồn tuyến giữa đội tuyển Việt Nam Tuấn Anh và phần còn lại. Đội tuyển Việt Nam đã hội quân với những cầu thủ huấn luyện viên Park Hang-seo ưng ý nhất, nhưng cái tên nào ở hàng tiền vệ vẫn luôn là câu hỏi khiến cho truyền thông phải đau đầu. Trong danh sách tập trung 27 cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo, xuất hiện khá nhiều cái tên mới ở các tuyến. Tuy nhiên hàng tiền vệ không phải là nơi của sự thử nghiệm, dù ở đây ông Park chưa bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào một ai. Trong danh sách của ông Bắc, các cầu thủ có thể chơi ở vị trí hàng tiền vệ bao gồm Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Huy Hùng, Xuân Trường và Tuấn Anh. Trong số này có lẽ cầu thủ được chờ đợi nhất là Tuấn Anh, người mới thi đấu điều đặn trong vòng 6 tháng trở lại đây. Tại sao có thể đặt niềm tin vào Tuấn Anh, đôi chân pha lê của bóng đá Việt Nam? Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra nếu ai đó dành niềm tin yêu với Tuấn Anh. Trong số 6 tiền vệ kể trên, nếu ai từng theo dõi sự nghiệp của từng người, chắc hẳn họ sẽ khó mà không chọn cho Tuấn Anh là tiền vệ hay nhất mà bóng đá Việt Nam hiện tại sáng sinh ra. Đầu tiên phải kể tới kỹ năng cá nhân, Quang Hải vẫn luôn được biết tới là cầu thủ khéo léo nhất Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên ông bác hiểu việc kéo Quang Hải lùi sâu trong sơ đồ hai tiền vệ là sự phí phạm cực lớn. Quang Hải hay nhất khi được đá cao, chơi tự do và là nguồn sáng tạo của đội. Đó chính xác là những gì mà Quang Hải làm được ở câu lạc bộ Hà Nội hay ở đội tuyển quốc gia tại Asian Cup 2019, xa hơn là vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Quang Hải khéo léo nhưng ít khi anh làm dùng kỹ thuật đi bóng hoặc cũng có thể anh đi bóng không quá giỏi nên buộc phải chơi ít chạm. Nhưng Tuấn Anh thì khác, không phải ngẫu nhiên người hâm mộ lương phí Tuấn Anh với tiền đạo Luka Moritz của Rotia. Nhìn Moritz đã đá như thế nào tuấn anh chơi như vậy đôi chân khéo léo cơ thể uyển chuyển với trái bóng và đặc biệt là kỹ năng rê bóng thoát brazil thuộc hạng hiếm có khó tìm ông bắc luôn ao ước tìm ra một tiền vệ toàn năng trong sơ đồ của ông người có thể làm tất cả mọi việc từ tranh chấp cầm bóng phân phối bóng và điều tiết lối chơi thật sự ở việt nam lúc này nếu không có yếu tố chấn thương tuấn anh là người duy nhất làm được tất cả điều trên đã chỉ ra những kỹ năng tấn công của Tuấn Anh, còn kỹ năng phòng thủ thì sao? Nói Tuấn Anh, yếu tranh chấp là nhận định sai lầm. Cần nhớ trong màu áo U19 Việt Nam, Tuấn Anh và Xuân Trường tạo nên cặp tiền vệ trung tâm. Xuân Trường là người hỗ trợ tấn công với khả năng truyền bóng chính xác đến từng cm. Nhưng Xuân Trường rất lười tranh bóng, anh chủ yếu thủ thế và phán đoán tình huống. Nhiệm vụ tranh chấp được giao cho Tuấn Anh, người lại rất nhạy cảm với các chấn thương. Mong rằng các bác sĩ như là Choi Yu Jong trong đội, Tuấn Anh sẽ thoát khỏi ám ảnh đó. Ngoài kỹ năng cá nhân điều luyện điều thứ hai mà người hâm mộ có thể trông chờ Tuấn Anh sẽ vươn lên trở thành linh hồn nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đó chính là huấn luyện viên báo Hân Sơn. Ai cũng biết ông Bắc là người giàu tình cảm nhưng khó tính trong công việc, ông đòi hỏi cầu thủ phải chuẩn bị chăm chỉ nhất trong từng đường bóng từng tình huống trên sân. Nếu theo dõi các buổi tập của đội tuyển Việt Nam, ông Park từng mất rất nhiều thời gian để nắng chỉnh Công Phượng, người đá tiền đầu cấm nhưng hay có tiền hướng lùi xuống nhận bóng. Công Phượng đã thay đổi thế nào thì màn trình diễn ở Asian Cup đã nói lên điều đó. Khâu chọn người cũng vô cùng khắc khe khi ở Philip có rất nhiều tiền vệ trung tâm chơi rất hay mùa này như Hoàng Thịnh, Phan Thuận hay Khắc Ngọc đều bị ông ngó lơ trong mỗi đợt tập trung. Trong khi đấy thì Tuấn Anh vượt qua tất cả để giành một suất trên đội tuyển. Rõ ràng ông Bác nhìn thấy một điều gì đó ở Tuấn Anh mà bất chấp tất cả lời diễn nghị. Điền tên anh vào danh sách cuối cùng. Trong những lần lên thăm Pleiku khi Tuấn Anh cần chấn thương, ông Bác luôn tìm đến cầu thủ này đầu tiên để hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Và ở mùa này khi đã trở lại, dù chưa chơi ở đẳng cấp cao nhất, ông Bác vẫn gọi Tuấn Anh lên tuyển. Tại Kings Cup năm 2019, dù chỉ làm việc với chàng nhô ít ngày, nhưng ông liều mình khi mà đưa Tuấn Anh đá chính trong trận đấu mang tính danh dự với Thái Lan. Và quả nhiên, Tuấn Anh đã đáp lại niềm tin của ông thầy bằng màn trình diễn ấn tượng. Những pha xử lý của Tuấn Anh khiến cho tiền vệ đang chơi ở Nhật Bản, Tijibang, Buang Trang phải phức phạm mới theo kịp. Tuy nhiên, 60 phút của Tuấn Anh ở trận đấu ấy trong màu áo đội tuyển là quá ỏi so với khoảng thời gian dài đăng đẳng mà người hâm mộ đã chờ đợi. Người hâm mộ mong muốn chàng trai này sẽ làm được nhiều hơn thế trong 90 phút tới đây để chứng minh anh đã thực sự trở lại. Huấn luyện viên Park Honser mai sắc vũ khí đấu Thái Lan. Huấn luyện viên Park Honser đang chuẩn bị những phương án tấn công cho tuyển Việt Nam để sẵn sàng chơi một trận song phẳng với Thái Lan trên mở màn vòng loại World Cup 2022. Công bù thủ. Từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, chưa bao giờ huấn luyện viên Park phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề lực lượng ở hàng hậu vệ như hiện tại. Hai cầu thủ chạy cánh Văn hậu, Trọng Hoàng đã tập trở lại, nhưng ngay cả khi bình phục chấn thương cũng khó có thể đạt phong độ tốt nhất ở vị trí trung vệ khoảng trống của đình trọng rõ ràng là bài toán khó với thầy park dù thành trung luôn sẵn sàng ra sân thể hiện xác định hàng thủ từ việt nam rất mong manh dễ vỡ thầy park có lẽ đã phải tính đến phương án tập trung sức mạnh cho hàng công dù thực tế chọn lối chơi tấn công trước thái lan trên sân khách không phải là lựa chọn khôn ngoan nhưng cái cách ông park chuẩn bị cho trận thái lan cho thấy tuyển việt nam không hề e ngại và sẵn sàng chơi đôi công nếu cần thiết đó là lý do mà những buổi tập vừa qua, huấn luyện viên Park chú trọng rất nhiều vào phương án tấn công, đặc biệt là huấn luyện kỹ cho học trò khâu dứt điểm. Đối với Thái Lan, điều quan trọng nhất với tuyển Việt Nam là có bàn thắng, để ít nhất có một trận hòa trên sân khách. Hơn nữa, nếu hàng công không thể hoàn thành được nhiệm vụ ghi bàn, khi đó hàng phòng ngự vốn chắp vá sẽ chịu áp lực vô cùng lớn. Sẵn sàng khai hỏa Trong khi tuyển Thái Lan chỉ có hai tiền đạo, tuyển Việt Nam có rất nhiều vị trí trên hàng công. Điều này thầy Park rất yên tâm, đó là chân sút của tuyển Việt Nam đang có phong độ cao. Từ Anh Đức Tiến Linh, Văn Toàn hay là tân binh Hà Minh Tuấn đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt ở V-League. Thậm chí ngay cả mới đây, Công Phượng cũng có bàn thắng đầu tiên ở Bỉ, giúp tiền đạo này tự tin hơn rất nhiều. Không chỉ các tiền đạo luôn sẵn sàng sút tung lưới Thái Lan, hàng tiền vệ tuyển Việt Nam cũng đang sở hữu những cầu thủ sút phạt cố định hay dứt điểm từ xa rất tốt. Xuân Trường, Quang Hải đều ghi những siêu phẩm ở những trận đấu gần đây. Chưa kể Tuấn Anh cũng có bàn thắng sau 4 năm, thậm chí Huy Hùng với hai pha lập công sau 4 trận ở V-League. Tất nhiên, huấn luyện viên Park cần sự cân đối giữa công và thủ tùy vào thế trận. Diễn biến trên sân nhưng chắc chắn từ Việt Nam ra sân với tâm thế của một đội bóng không e ngại đối thủ dù gặp rất nhiều bất lợi. Người hâm mộ được xem trực tiếp trận U22 Việt Nam đấu Trung Quốc. Đây là một tin vui với người hâm mộ trận giao hữu giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam tại Hoàng Thạch Hồ Bắc Trung Quốc lúc 17 giờ giờ Việt Nam ngày 8 tháng 9 được truyền hình trực tiếp. Được biết Next Media sở hữu bản quyền trên tất cả hạ tầng và kênh phát sóng chính là VTC1. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.